Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vợ ông Nguyễn Tường Thụy bị cấm xuất cảnh khi Việt Nam chuẩn bị rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền. Ngày 20 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam cấm xuất cảnh đối với vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy. Theo đó, bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, bị bộ đội biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh hôm 18 tháng 4, khi bà trên đường sang Campuchia du lịch cùng gia đình. Bà Lân xác nhận với VOA việc bà bị cấm xuất cảnh ngay sau khi bà quay về Hà Nội hôm 19 tháng 4. VOA dẫn lời bà Lân trong một livestream trên Facebook cá nhân khi trên xe buýt từ sân bay Nội Bài về nhà ở trung tâm Hà Nội. Vào chiều ngày 19 tháng 4, tôi là người đàn bà 60 mấy tuổi mà các anh ấy bảo là vì lý do an ninh quốc gia nên tôi phải trở về đây. Tôi là một bà già suốt ngày chỉ biết trông cháu và làm nội trợ mà cũng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia à? Bà đặt câu hỏi. Bà Lân cho rằng đó là một lý do mơ hồ. Hình ảnh, bản tin trên VOA. VOA đã liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ xác nhận việc bà Lân bị tạm dừng xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia nhưng chưa được trả lời. VOA cho biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020, đang thụ án 11 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, nơi cách xa nhà hơn 1.500 km. Hồi năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra kết luận trong bản ý kiến số 16 trên 2023 cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Thụy là tùy tiện, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Theo VOA, việc vợ của ông Thụy bị cấm xuất cảnh diễn ra khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuẩn bị tổ chức tiến trình rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư đối với Việt Nam vào đầu tháng 5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong tiến trình này, quyền tự do đi lại của công dân cũng như các quyền căn bản khác được các bên liên quan thảo luận cùng với những khuyến nghị để Hà Nội cải thiện nhân quyền. VOA dẫn báo cáo năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, Hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do đi lại trong nước, đi lại ra nước ngoài, di cư, hồi hương. Nhưng chính phủ thường xuyên áp đặt các giới hạn đối với việc đi lại của các cá nhân, đặc biệt là những người được trả tự do sau khi chấp hành án tù vì lý do an ninh quốc gia hoặc các cáo buộc chỉ trích chính phủ. Hình ảnh nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy trong một cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc năm 2015. Như VOA đã đưa tin, các trường hợp chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh với lý do an ninh quốc gia gần đây, bao gồm bà Nguyễn Xuân Mai, một chánh trị sự đạo Cao Đài chân truyền 1926, bị cấm xuất cảnh vào tháng 9 năm 2023 khi trên đường đi dự hội nghị về tự do tôn giáo tổ chức tại Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, bị chặn xuất cảnh vào tháng 5 năm 2023 khi trên đường sang Thái Lan. Ngoài ra, vẫn theo VOA, một vài thân nhân của những tiếng nói phản biện bất đồng chính kiến cũng bị hạn chế đi lại, giữa lúc các nhóm nhân quyền cho là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ cáo buộc này. VOA cho biết thêm, vào năm ngoái, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị số 24 trong một động thái được giới quan sát cho rằng nhằm siết chặt kiểm soát xã hội giữa bối cảnh đất nước gia tăng hợp tác quốc tế. Chỉ thị đưa ra nhiều yêu cầu trong đó có kiểm soát chặt chẽ việc đi lại nước ngoài của công dân Việt Nam và ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm đối lập chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin vợ ông Nguyễn Tường Thụy bị cấm xuất cảnh khi Việt Nam chuẩn bị rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền. Dù tăng trưởng ấn tượng, nhưng Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp. Ngày 19 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp 10 triệu đồng một người một tháng là diện giàu. VOA dẫn dữ liệu trên trang web của Ngân hàng Thế giới mới đây cho hay Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp trong năm tài chính 2024. Nền kinh tế thuộc diện thu nhập trung bình thấp là nơi có tổng thu nhập quốc dân GNI trên đầu người nằm trong khoảng từ 1.136 đô la đến 4.465 đô la mỗi năm, được Ngân hàng Thế giới tính toán theo phương pháp mà họ gọi là Atlas. VOA cho biết, các ước tính về GNI được các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới đưa ra chủ yếu dựa vào dữ liệu chính thức được các nước công bố.
Theo đó, trung bình, mỗi người Việt đạt được GNI là 4.010 đô la hồi năm 2022, tăng hơn 18 lần, từ mức 220 đô la hồi năm 1989. Trong hai thập niên cho đến năm 2009, Việt Nam là nước có thu nhập thấp. Từ đó đến nay, Việt Nam tiến lên được một bậc, thành nước có thu nhập trung bình thấp. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết, trong cùng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 về GNI đầu người dưới Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, trong khi ở trên Philippines, Lào, Campuchia và Myanmar. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy Singapore và Brunei thuộc nhóm thu nhập cao với GNI đầu người năm 2022 lần lượt là 67.200 đô la và 31.410 đô la. Malaysia với GNI đầu người là 11.830 đô la, cùng với Thái Lan 7.230 đô la và Indonesia 4.580 đô la, đều thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Philippines 3.950 đô la, Lào 2.310 đô la, Campuchia 1.690 đô la và Myanmar 1.270 đô la, cùng nằm trong nhóm thu nhập trung bình thấp với Việt Nam. Theo VOA, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, cũng là nước láng giềng khổng lồ cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam, có thu nhập trung bình cao với GNI đầu người là 12.850 đô la. Quy đổi theo tỷ giá trung bình của năm 2022, mức GNI đầu người 4.010 đô la của Việt Nam tương đương khoảng 96 triệu đồng hay 8 triệu đồng một người một tháng. VOA dẫn truyền thông nhà nước Việt Nam các trang tin như Dân Trí, Cà Phê F, Truyền hình Quốc hội ngày 17 tháng 4 lấy nguồn tin khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng về năm 2022 mới được công bố cho thấy người có thu nhập trên 10 triệu đồng một chút mỗi tháng được thuộc diện giàu có. Hình ảnh Việt Nam có rất nhiều người nghèo dù kinh tế luôn ở mức tăng trưởng ấn tượng. Cũng theo Dân Trí, Cà Phê F, Truyền hình Quốc hội tường thuật, trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho hay, nhóm hộ giàu nhất, tức là nhóm gồm 20% dân số giàu hàng đầu Việt Nam, có thu nhập bình quân một người mỗi tháng đạt 10,23 triệu đồng, con số đó cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. VOA cho biết thêm, tính trung bình trên toàn quốc, thu nhập bình quân của một người mỗi tháng hồi năm 2022 là 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm trước đó. Con số thu nhập nêu trên cao hơn mức chỉ tiêu trung bình trên đầu người mỗi tháng trong cùng năm, theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Mức chi tiêu bình quân theo đầu người một tháng trên cả nước sắp xỉ 2,8 triệu đồng, ở thành thị là 3,3 triệu đồng, ở khu vực nông thôn là 2,5 triệu đồng. Được biết, các chuyên gia trên thế giới từ lâu đã cảnh báo Việt Nam về việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Giáo sư Kenichi Ono thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản từ 10 năm trước đã chỉ ra các dấu hiệu cho thấy Việt Nam có khả năng rơi vào 7 thu nhập trung bình. Đó là, thứ nhất, tăng trưởng GDP của Việt Nam chậm lại. Thứ hai, năng suất lao động kém. Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu chỉ mang tính hình thức. Thứ tư, Việt Nam đã bị trì trệ trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Và thứ năm, là Việt Nam đang gặp các vấn đề nảy sinh do tăng trưởng như ô nhiễm, tham nhũng, bong bóng bất động sản, chênh lệch giàu nghèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Dù tăng trưởng ấn tượng nhưng Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d